Liên quan đến vụ phát hiện xác chết khô trong chiếc máy dập sắt mà truyền hình Thanh Niên đã thông tin, ngày 2 tháng 12 năm 2018, Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận định ban đầu về vụ việc. Nạn nhân tên Kim Dũng, sinh năm 1972, quê tỉnh Trà Vinh, có thể chết do đột quỵ. Như đã thông tin, vào 8 giờ sáng ngày 1 tháng 12 năm 2018, chủ một xưởng máy trên đường Sông Hành, xa lộ Hà Nội, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, đi kiểm tra máy thì thấy một thi thể người đã khô nằm mắc kẹt trong chiếc máy dập sắt được che bởi tấm bạt. Người thân ông Dũng cho biết vợ của ông Dũng mất cách đây hơn 2 năm, cũng từ đó ông buồn chán, thường xuyên uống rượu, rồi bị nghiện rượu nặng, nhiều lúc có hành động mất kiểm soát. Trên người nạn nhân không có thương tích. Công an nhận định nhiều khả năng lúc bỏ đi khỏi nhà, tinh thần ông Dũng không ổn định nên đã trèo lên chiếc máy dập sắt, rồi bị mắc kẹt bên trong dẫn đến đột quỵ. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.